không thể chấp nhận nổi. Bố mẹ đã dọn sẵn mâm cỗ dâng đến tận mồm rồi mà mày còn không ăn. Dẹp đi, dẹp hết đi. Đủ rồi mình. Mình đừng có nói nữa có được không? Không đâu mẹ. Bố nói đúng mà. Con đã quyết định từ bỏ và cũng đã nộp đơn xin nghỉ việc. Con nói với cô Yên Đai nhà chú Trọng rồi. Bây giờ con chỉ nhờ bố mẹ nói một tiếng nữa là xong. Mày dám Mình, trời ơi. Thôi khoan, con đi về phòng con đi. Sao? Có việc gì mà lại muốn nói chuyện riêng với bố mẹ thế? Dạ. Chắc là chuyện cưới vợ của con phải không? Đúng không Khoa? Dạ đúng vậy. À, thế chuyện gì nào? Muốn đi trăng mật ở châu Âu hả? À, hay là con bé kia nó có tin vui? Hả? Mình này, con nó không có làm chuyện đó đâu. Có chuyện gì vậy Khoa? Bố mẹ. Bố mẹ muốn con sống hạnh phúc có đúng vậy không? Dĩ nhiên. Tóm lại là có chuyện gì? Nói bố nghe xem nào. Này, hay là hết tiền hẹn hò rồi? Con đã thử cố gắng chấp nhận đám cưới với Hoàng Yến, nhưng mà con làm không có được. Bố mẹ, con muốn hủy hôn với Hoàng Yến. Cái gì? Cưới xin là trò đùa đấy hả? Muốn cưới là cưới, muốn bỏ là bỏ sao? Mình bình tĩnh đã, để nghe con nói lý do làm sao cái đã. Lý do gì tôi cũng không chấp nhận được. Làm thằng đàn ông đã xác định làm cái gì thì phải làm cho đến cùng. Động một tí là bỏ. Cứ như thế này thì nó làm sao gánh vác được cái gia đình này. Dẹp, đã thế dẹp luôn cả việc xây bệnh viện đi. Mình à, anh chị làm cái gì đấy? Thằng cháu của tôi nó đã không đồng ý thì anh chị phải nghe lời nó chứ. Tại sao lại dám quát tháo hò hét áp đặt thằng cháu yêu cháu quý của tôi như thế? Này, trong nhà còn có tôi là người lớn đó. Dạ đúng rồi đó, nó sợ quá, không dám nói gì luôn kìa. Mọi người ra ngoài đi. Cái gì? Để tôi tự giải quyết việc con cái tôi. Ôi trời ơi, anh quát tôi đấy hả? Bây giờ anh dám quát tháo cả tôi đây. Ôi trời ơi, anh tưởng rằng anh nuôi tôi là bây giờ anh muốn gì? Mẹ thôi đi, có được không? Thôi đủ rồi. Bây giờ mẹ muốn con chết mẹ mới vừa lòng hả? Mẹ với lại cậu Hiếu đi ra ngoài giùm con cái đi. Ôi, tôi đến tâm xong mà chết mà thôi, tôi cứ nghe lời. Không thể chấp nhận nổi. Bố mẹ đã dọn sẵn mâm cỗ dâng đến tận mồm rồi mà mày còn không ăn. Dẹp đi, dẹp hết đi. Đủ rồi mình. Mình đừng có nói nữa có được không? Không đâu mẹ. Bố nói đúng mà. Con đã quyết định từ bỏ và cũng đã nộp đơn xin nghỉ việc. Con nói với cô Yên Đai nhà chú Trọng rồi. Bây giờ con chỉ nhờ bố mẹ nói một tiếng nữa là xong. Mày dám Mình, trời ơi. Thôi khoan, con đi về phòng con đi. Mình ơi, em xin mình mà. Mình bình tĩnh đi, mình làm cái gì vậy? Trời ơi, cái chuyện gì vậy không biết nữa. Khoa à, có chuyện gì vậy con? Hả? Từ trước tới giờ con có bao giờ như vậy đâu. Lý do là cái gì? Nói cho mẹ biết, mau. Mẹ à. Hai đứa cãi nhau hả? Hay con bị áp lực cái chuyện xây dựng bệnh viện? Khoa à, con đừng có lo nghĩ cái gì hết. Con cứ làm đám cưới xong đi, rồi tất cả mọi chuyện còn lại con để mẹ. Mẹ đừng có như vậy nữa mà mẹ. Mẹ để cho cuộc sống của con bình thường đi. Mẹ đừng có bắt con làm cái này, làm cái kia. Con cảm thấy mệt mỏi là mẹ có biết không hả mẹ? Con mệt, con đau ở đâu hả? Con mệt ở đây, con đau ở đây nè. Mỗi lần mẹ như vậy, con cảm thấy khó thở và mệt mỏi là mẹ có biết không hả? Khoa, mẹ biết là con rất căng thẳng cái chuyện kết hôn. Mẹ hiểu mà. Nhưng mà con cứ tổ chức đám cưới đi,
rồi mọi chuyện sao ổn thôi. Con nói con không cưới, con không cưới, con không bao giờ cưới mà mẹ. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Phải có lý do gì chứ? Nói cho mẹ biết coi. Hả? Chị Hai, chị coi cái này đi. Cái gì? Cậu hot nhất trong trường luôn đó. Chị coi cho kỹ đi. Có phải là vợ chưa cưới của thằng Qua không? Trời đất. Thì ra là vì cái này phải không? Không phải gì đâu mẹ à. Cái loại rác rưởi này mà đòi làm vợ của con trai tôi. Mẹ hiểu rồi. Cái chuyện đám cưới mẹ sẽ coi lại. Mẹ. Hoa Vương xem sớm nhất trên Vion và 20 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên kênh V Channel HTV2.